Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin số 67 của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Chương trình Điểm tin hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Lễ tự tứ khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh tại Việt Nam Quốc tự. Phó Thủ tướng thường trực chúc mừng đại lễ Vu Lan. Tặng quà Vu Lan đến các hoàn cảnh khó khăn. Ngưng sử dụng pate minh chay và 12 sản phẩm khác. Ngôi chùa Việt an toàn trong rừng lửa và cà viêu Hoa Kỳ. Sáng ngày 14 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 1 tháng 9, tại Việt Nam Quốc tự, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận huyện đã tập trung cử hành lễ tự tứ kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Sau khi đảnh lễ chư vị tổ sư qua các thời đại tại tổ đường, chư tăng đã vân tập chánh điện, đảnh lễ tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch tự tứ. Nhị vị giáo phẩm trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố và trưởng lão hòa thượng Thích Như Niệm, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh đã cử hành tác pháp đối thú tự tứ theo nghi thức thượng tọa. Toàn thể chư tăng phương tiện cử hành nghi thức đại chúng tự tứ. Được biết do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhằm phòng tránh việc lây nhiễm trong cộng đồng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ngưng việc tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn với sự tham dự của đông đảo Phật tử như các năm trước, chỉ cử hành các nghi thức tự tứ của tăng theo luật định. Cũng trong sáng cùng ngày, tại hội trường Việt Nam Quốc tự, chư tăng ni đã trở về khánh tuế chư tôn giáo phẩm trưởng lão Hội đồng chứng minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Hội đồng chứng minh, Hội đồng giám luật công nhận chư tăng ni các trường hạ thành phố Hồ Chí Minh thêm một tuổi hạ. Trưởng lão Hòa thượng tán thán chư tăng ni toàn thành phố đã dũng mãnh vượt qua những ngoại duyên do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam, nỗ lực tu tập và khép mình vào giới luật, truyền thống an cư trong 3 tháng vừa qua. Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ việc rèn luyện để phát triển đạo lực trên nền tảng của chánh niệm và chánh định là điều trọng yếu đối với người xuất gia. Việc làm đó không chỉ thực hiện trong 3 tháng an cư mà cần phải được duy trì, phát huy trong đời sống hàng ngày để theo đó ngày càng hoàn thiện tự thân, làm chất liệu giữ thăng bằng trong mọi ứng xử, trong đời sống cũng như lúc hành đạo. Ngài nhấn mạnh rằng, người tu nếu ý thức nỗ lực thực tập giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn sẽ có sự thanh tịnh, có niềm tin kiên cố, tinh thần mạnh khỏe. Theo đó, sức khỏe của thân cũng được điều hòa, tránh được các bệnh tật, phiền não trong khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Sáng ngày 30 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng phái đoàn đã đến Tổ đình Vĩnh Nghiêm và Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thăm chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564. Tại các buổi tiếp thân mật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt Đảng Nhà nước Chính phủ khánh tuế đến trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, chúc mừng đến chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội các cấp, tăng ni, Phật tử, tín đồ mùa Vu Lan an lành. Phó Thủ tướng Thường trực nhận định, Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm qua đã mang tinh thần từ bi hỷ xả, giá trị truyền thống nhân gian tốt đẹp vào đời sống của dân tộc, trong đó là truyền thống Vu Lan báo hiếu. Tinh thần từ bi, đạo hiếu, ghi ân công lao hai đấng sinh thành rất phù hợp với truyền thống, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam, đó là diền mối giữ gìn đất nước, dân tộc. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông tin về công tác phòng chống COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Ông cũng ghi nhận đánh giá cao các hoạt động Phật sự mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Trong đó, Giáo hội các cấp, tăng ni, Phật tử, tín đồ đã chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tại buổi tiếp, trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt chư tôn đức Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng thường trực cùng thành viên đoàn đại diện các ban ngành trung ương thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc mừng nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Thưa quý vị, đại lễ Vu Lan là dịp để tâm tưởng mỗi người đông đầy thêm tình cảm hiếu lễ, lòng biết ơn hướng về cha mẹ. Dù được cài lên áo bông hồng đỏ hay màu trắng, may mắn còn cha mẹ hay các đấng sinh thành đã qua đời. Từ tấm lòng đó, người Việt chúng ta lan tỏa tình thương để cảm thông với những cuộc sống khó khăn hơn, với việc trao tặng những món quà là nhu yếu phẩm, chút tiền cần dùng cho đời sống với người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, trong tâm niệm chia sẻ đi để đón nhận lại niềm hoan hỷ. Trên tinh thần từ bi của người con Phật, chia sẻ khó khăn với mọi người, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 1.700 phần quà Vu Lan đến người nghèo tại 3 cơ sở tự viện quản lý: Việt Nam Quốc tự, chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ban từ thiện Xã hội thành phố cũng tặng 200 phần quà tại chùa Tế Độ, quận Gò Vấp. Tổng cộng, Ban trị sự Phật giáo thành phố, Ban từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố đã trao 1.700 phần quà với tổng trị giá 850 triệu đồng. Và chư Tôn Đức Tăng Ni ở các tự viện cũng tùy theo khả năng đều phát quà từ thiện tại chính bổn tự của mình hoặc đi đến các vùng sâu vùng xa đang gặp khó khăn như chùa Ấn Quang 1.500 phần, chùa Vĩnh Nghiêm phát tặng 500 phần quà, chùa Nghệ Sĩ tặng 150 phần, cùng rất nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa thiết thực và đầy tình người trong mùa Vu Lan báo hiếu ở các tự viện, đơn vị, doanh nghiệp Phật tử, các mạnh thường quân khắp nơi. Thưa quý vị, vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo sản phẩm pate minh chay có chứa độc tố, độc lực mạnh. Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua, đã có người bị ngộ độc vì sử dụng thức ăn đóng hộp làm sẵn này, phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng nghiêm trọng về sức khỏe như liệt cơ, yếu cơ, sụp mí, tứ chi yếu. Theo cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, trong thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến 18 tháng 8 vừa qua, đã xuất hiện rải rác 9 bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai, 2 bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, 5 ca vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca từ tỉnh thành khác với triệu chứng yếu cơ, sụp mí mắt, liệt cơ, yếu chi, khó thở. 5 trên 7 người bị liệt một phần hoặc toàn thân, đang phải thở máy sau khi sử dụng thức ăn chế biến sẵn pate minh chay. Qua điều tra cho thấy tất cả các bệnh nhân đều có sử dụng sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên Lối Sống Mới, địa chỉ tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng. Do tình hình kể trên, Cục An toàn Thực phẩm thông báo khẩn cấp người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau: pate minh chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm xả ớt, ruốc nấm cháy tỏi. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm, Cục An toàn Thực phẩm cho biết nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như trên, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời. Cũng trong sáng 31 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành công văn đến 24 quận huyện trên địa bàn thành phố về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm liên quan đến 9 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn pate minh chay. Theo đó, để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe bởi các độc tố độc lực mạnh có trong loại pate minh chay này, cơ quan chức năng đã liên lạc đến chư tăng ni ở các tự viện thông báo qua điện thoại. Thưa quý vị, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, hỏa hoạn tại California đã hoành hành trong phạm vi hơn 401 hecta, khiến cho hơn 100.000 cư dân phải di tản. Đây là trận cháy rừng kinh hoàng nhất tại California của Hoa Kỳ. Hàng chục ngàn lính cứu hỏa được huy động đến để cố gắng kiểm soát lửa dữ và giúp dân an toàn trong hỏa hoạn. Tuy nhiên, có một hiện tượng mầu nhiệm, đó là trung tâm tu học Phổ Trí, một ngôi chùa Việt tọa lạc tại số 7233 Bishan Valley Road, thành phố Vacaville, trên diện tích 5 mẫu Anh, được Thượng tọa Thích Từ Lực sáng lập vào năm 2012, làm nơi tu học cho tăng thân Việt Mỹ, vẫn còn nguyên vẹn, không bị thiêu bởi ngọn lửa dữ này. Được biết, ngọn lửa bùng lên trong khu vực vào nửa đêm, sư cô Thích Nữ Phổ Tường cùng hai vị ni đang làm Phật sự tại đây đã phải di tản theo khuyến cáo. Khu vực chùa được cảnh sát phong tỏa.
Vài ngày sau khi đám cháy trong khu vực được kiểm soát, cư sĩ Võ Văn Tường đã cùng với quý thầy và sư cô trở vào chùa đã không thể tin vào mắt mình, ngôi chùa vẫn hiện hữu giữa cảnh tượng cháy xẹm xung quanh. Bão lửa dữ dội đã thiêu cháy các nhà xung quanh, chuồng ngựa phía trước chùa, rừng cây sau chùa, hàng rào chùa và dừng lại dưới chân tượng Bồ Tát Quan Âm Chuẩn Đề và Bồ Tát Địa Tạng ở sân chùa. Ngôi chánh điện, trai đường, tăng xá và giường tượng La Hán vẫn còn nguyên. Hoa trái vẫn nở đẹp trong vườn chùa. Ngôi tam bảo này được thành lập với tâm nguyện giới thiệu Phật Pháp đến cộng đồng người Mỹ ở nơi đây. Chư Tăng Ni trách nhiệm hướng dẫn Phật tử người Việt cũng như người Mỹ chuyên hành trì kinh điển Đại Thừa. Bên cạnh việc tổ chức thuyết giảng, thực hành thiền chánh niệm theo phương pháp Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong tuần số 67 với nhiều hoạt động sự kiện Phật giáo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi điểm tin của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của báo Giác Ngộ. Thưa quý vị, vừa qua Chư Tăng Ni đã đồng loạt cử hành lễ tự tứ tạ Pháp kết thúc mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Nhân dịp này, ban biên tập báo Giác Ngộ kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ đạo lực tăng trưởng, tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị một mùa Vu Lan báo hiếu thật ý nghĩa với nhiều việc làm thiết thực trong ngôi nhà tâm linh và huyết thống của mình để có được hạnh phúc an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý vị vô lượng an lành.